chào quý vị phụ huynh và các bạn có mặt ngày hôm nay. Mình tên là Châu Giang, tháng 10 này mình sẽ nhập học tại trường đại học Osaka của Nhật Bản. Và hôm nay mình có mặt ở đây để chia sẻ cho mọi người về hành trình du học Nhật của mình. Thật ra thì mình học chuyên Anh trường Lê Hồng Phong, nhưng lại chọn đi Nhật. Nhiều người thấy rất là khôi hài, hỏi mình tại sao lại là Nhật. Thật ra thì năm lớp 10, ba mẹ đã định hướng cho mình du học Mỹ, được luyện thi qua rất nhiều chỗ. Và đương nhiên, lý do chọn Mỹ thì vô vàn lý do, bởi vì đó là American Dream, đó là ước mơ Mỹ, là một nền giáo dục rất tiên tiến, là một nơi có sức cuốn hút khó cưỡng. Nhưng đó cũng còn là một đích đến rất khó nhằn, rất cạnh tranh. Và mình cũng không thích Mỹ lắm, cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà có lẽ là do nó quá phổ biến và đại trà với mọi người chăng? Tuy nhiên, việc đi du học vẫn là ước mơ, là khao khát của mình, và nó là định hướng tương lai nhất định của mình. Năm lớp 11, một người bạn rất yêu thích nền văn hóa Nhật đã chia sẻ về một khả năng, mở ra một khả năng mới cho mình, đó là việc đi du học Nhật Bản. Bản thân mình thấy chuyện này cũng được, mình thấy cũng khá thích là đằng khác. Mình cũng thôi thúc rất nhiều, như là liệu mình có khả năng hay không, bởi vì mình không biết nói tiếng Nhật, mình học tiếng Anh từ trước đến giờ mà. Nên thế, nhưng cũng biết là có một chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh ở Nhật. Không phải chỉ có những trường quốc tế như là APU hay TIU, mà kể cả những trường công lập như Osaka, Tokyo cũng có chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, đó là chương trình G30. Mình rất phấn khởi và thấy quá thích hợp. Thế là cả hội yêu thích đi Nhật đã rủ nhau, nào là đi dự hội thảo nè, nào là chọn trường, rồi động viên nhau áp. Mình rất yêu thích Nhật và điều đó đã được ươm mầm từ hồi còn nhỏ. Mình đã được biết đến Totochan bên cửa sổ và Animax, đó là một thế giới phong phú, đầy màu sắc, sinh động và rất là cuốn hút. Và hơn thế nữa là nó rất gần gũi vì đó là nền văn hóa Á Đông. Và cũng chính vì đó, và cộng thêm việc Nhật cũng chưa trở thành một nơi quá phổ biến với các du học sinh, nên mình thấy ý nghĩ là đi du học Nhật rất là dễ thấm, dễ thở hơn với mình nhiều. Và mình còn tự nhủ với mình rằng có khi qua Nhật, việc đầu tiên mình làm chính là đi làm thêm và sẽ bắt đầu từ nơi thấp nhất. Mọi người nghĩ đó là chuyện gì? Đó không phải là bưng bê hay là dịch tạp dịch này nọ, mà đó có thể là chùi bồn cầu đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn đến đó để rèn luyện tính kỷ luật. Vì ở Việt Nam mình lười lắm, mình theo chủ nghĩa là tiết kiệm năng lượng, hầu như là đẩy cho em gái ở nhà làm hết. Và thứ hai là mình rất trọng việc đi từ thấp lên cao, bởi vì như thế thì những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm được, mà chuyện lớn cũng có thể đảm đương được. Và đảm đương được, thế nên và Nhật cũng có rất nhiều hạn chế và cực đoan, như là áp lực công việc và thiếu khả năng linh động. Và ở Nhật còn có rất nhiều thiên tai như động đất, sóng thần, nên nhiều cha mẹ rất sợ khi cho con mình đi du học Nhật. Nhưng mình thì vẫn rất thích đi Nhật, bởi vì mình rất yêu nền văn hóa của nó, và mình có thể nói là mình sẽ bất chấp để được đi. Nhưng mà có nhiều phụ huynh lại không hiểu được điều đó. Điển hình như là ba mẹ của đứa bạn thân của mình hết sức quyết liệt phản đối chuyện mà nói muốn đi du học Nhật. Ba mẹ mình thì từ trước hướng mình đi Mỹ, mà mình nay lại đổi hướng. Và vì kinh nghiệm xương máu của bạn nên mình cũng rất là trăn trở nhiều và sợ phải vấp phải những sự vấp phải phản đối quyết liệt từ ba mẹ mình. Nhưng thật ra mình đã không phải lo, bởi vì ba mẹ mình đã rất thấu hiểu, lắng nghe cho ý kiến của con, suy nghĩ của con, và tin tưởng rằng con thật sự đã trưởng thành rồi. Và mình cũng đã hoạch định rõ ra cho mẹ những bước đi của mình, những ngành học mà mình muốn chọn phù hợp với yêu thích và khả năng của mình. Và chính phủ Nhật cũng rất
trọng người tài nên có nhiều học bổng, nên mình nghĩ là có thể gánh bớt chi phí với gia đình. Và ba mẹ mình cũng rất thích nền văn hóa Nhật, ngưỡng mộ đức tính của người Nhật, nên nghĩ là cho con gái qua đó thì có thể rèn luyện những kỹ năng thiết yếu và có thể phát huy sở trường, sở đoản. Và văn hóa Nhật cũng rất phù hợp với nếp sống, lối nghĩ của mình. Nên thế là ba mẹ đã đồng ý cái rụp. Và đó là điểm sáng nhất trong cả quá trình đi du học của mình. Thế nên mình nghĩ lại thì mình cũng may mắn thật, bởi vì nhiều bạn du học sinh không được ba mẹ chấp thuận nhiều điều. Và vì thế mình mong các bậc phụ huynh ở đây hoặc nhiều bậc phụ huynh khác có thể lắng nghe, thấu hiểu cho ý kiến của con mình. Và cần phải hiểu rõ cặn kẽ khả năng và đam mê thực sự của con, để là như theo vai trò của một người đi trước dày dặn kinh nghiệm, có thể để đặt ra những định hướng chứ không phải là ràng buộc hay ép buộc con mình. Như vậy thì rất là khổ cho con. Và các bạn học sinh cũng cần nói lên đam mê của mình để có thể có được sự ủng hộ của ba mẹ, vì nó rất là cần thiết cho việc đi du học. Tóm lại, Mỹ không nhất thiết phải là cái hành điểm đến quá lý tưởng là hàng đầu trong chuyện đi du học, mà còn có nhiều vùng đất khác để có thể khám phá và unlock potential của mọi người. Vì thế, những cái lý do trên mà mình đưa ra, cá nhân hay khách quan, đều là chỉ là một cách đơn thuần để lý giải và cách nghĩa dựa trên lý trí, lý do tại sao mình muốn đi Nhật. Chứ tất cả những quyết định từ trước đến giờ của mình đều xuất phát điểm từ con tim. Mình muốn đi Mỹ thì đi Mỹ, hay Nhật thì đi Nhật. Những bạn muốn đi Hà Lan thì đi Hà Lan, Úc thì đi Úc. Những bạn muốn đi du học hay chỉ đơn giản là đi du học thôi thì có thể quyết tâm và khám phá và xách ba lô lên và đi, và cứ thế mà đi thôi. Mình mong các bạn có được niềm đam mê đó và theo đuổi ước mơ của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.